Hello tất cả anh em nhé. Thì bản update mới ra rồi, mới ra cái mình phiên bản mini. Nghe nhà phát hành nói là muốn câu được cá mini thì chúng ta phải câu bằng cần câu chuyên dụng. Thì bây giờ mình sẽ ra cửa hàng cá xem có bán cần câu chuyên dụng không nha, và xem hình dáng cái cần câu chuyên dụng như thế nào nha mọi người nha. Ok luôn. Ở đây có thể bắt cá mini này, xem có ra thêm cần câu nào nữa không. Cần câu chuyên nghiệp này. Đây là cái cần câu ấy rồi. Đây này, thêm cái cần câu chuyên dụng đây. Cần câu lấp lánh này, có thể bắt cá mini này. Ok này, mình sẽ mua thử cần câu này nhá. Đây. Ok, đây là cái cần câu chuyên dụng nha mọi người. Ok. Ôi người mình đã bốc mùi lên. Thôi kệ không sao cả. Đây cần câu chuyên dụng anh em nhá. Có hình sao lấp lánh, mình thực ra đưa ra cần câu câu thử nhá. Mình đưa ra xem nó đẹp không nhá. Ok, cái câu chuyên dụng đây. Sấm chớp đánh đùng đùng kìa. Đây là cái câu chuyên dụng. Ui, khá đẹp anh em ạ. Có cái câu chuyên dụng này đẹp hơn phao. Phao cần cần gỗ anh em ạ. Thôi từ giờ cứ dùng cần này đi săn cá cũng được đấy. Ok nhá. Đây chỉ là cần câu chuyên dụng nhá. Mình sẽ câu thử một con lên cho anh em xem nhá. Ok. Ui, cánh cửa luôn ạ. Ok. Rồi, đấy là mình đã test xong cái cần câu chuyên dụng mọi người nhá. Mọi người nhớ bấm like và ủng hộ chia sẻ clip giúp mình nhá, để mình có thể ra nhiều clip hơn nhá. Clip mình sẽ ra một cái clip là thử đi câu cá mini bằng câu chuyên dụng để xem nào nhá. Ok mọi người nhá. Bye bye nhé.